Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát nào nghe bát nhã và là mật đa sâu xa, tâm chẳng sợ hãi, hoảng hốt, nghi ngờ, không hỷ bán, lại rất tin hiểu. Phải biết Đại Bồ Tát này đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nếu là người chưa được thọ ký thì bất quá sẽ ở chỗ một Đức Phật hoặc hai Đức Phật nhất định sẽ được thọ ký Đại Bồ Đà. Bây giờ Phật dạy sáng lợi tử, Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, xá đại tử, đại bồ tát nào, học đại thừa lâu dài, phát đại nguyện lâu dài, tu hạnh lớn lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều thiện hữu, căn lành thành thục, nghe bát nhã và làm mật đa sâu xa, tâm chẳng sợ hãi, hoàng hốt nghi ngờ, tâm tìm hiểu sâu xa, thích lắng nghe thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tư duy đúng lý. Thuyết giảng cho người khác, hoặc lại biên chép như lời dạy mà tu hành, thường không biếm nhác này xá lợi tử do nhân duyên đó nên dù sanh ở chỗ nào đại bồ tát này luôn được gặp phật được nghe chánh pháp cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen gặp được phật nào đều được phật thọ ký không bỏ qua khi ấy xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn nay con muốn nói một vài thí dụ nhỏ cú xin ngài hứa cho phật dạy xá lợi tử tùy ý ông cứ nói khi ấy xá lợi tử thưa Bạch Thế Tôn như các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này, mộng thấy chính mình ngồi tòa bồ đề nhiệm màu. Phải biết người này gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Như vậy nếu có các thiện nam tử vân vân được nghe bát nhã bà làm mật đa, tâm rất kính tin, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng nói, truyền bá rộng rãi. Phải biết người này học đại thừa lâu dài, căn lành thành thục, hoặc đã được thọ ký đại bồ đề họ gần được thọ ký đại bồ đề màu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bạch thế tôn ví như có người đi dạo qua đồng nội gặp khúc đường nguy hiểm dài hàng trăm do tuần hoặc hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm trăm thấy phía trước là thành ấp vương đô nghĩa là gồm ruộng vườn cây cối người thả trâu vân vân thấy như vậy liền nghĩ thành ấp vương đô cách đây chẳng xa nghĩ như vậy rồi thân tâm thư tái chẳng sợ thú giả cướp đói khác những thể nam tử vân vân trụ bồ tát thừa cũng là như vậy nếu nghe bát nhã bà làm mật đa hết lòng kính tin thọ chỉ đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng lý biên chép thuyết giảng truyền bá rộng rãi phải biết người này chẳng bao lâu sẽ được thọ ký đại bồ đề mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không rơi vào hàng thanh văn và độc giác vì sao vì đã được thấy nghe cúng dường cung kính bát nhã bà làm mật đa sâu xa là tướng trước của vô thượng Bồ Đà. Bạch Thế Tôn ví như có người muốn xem biển cả, lần lượt đi tới một thời gian lâu mà không thấy núi rừng nữa, biển nghĩ. Này thấy được như vậy chắc biển cả chẳng còn xa, vì sao? Vì gần bờ biển mà đất thấp dần nên không có các núi rừng.